Dạ đấy. Rồi. Giờ đấy. Tới cho chạy đi. Cái này phải cho quay nhanh hơn tí nữa. Giang sạc. Rồi ok. Một ca này được người mấy nghìn? Ca này là nếu mà làm nhiều quá nha thì nó còn chậm giờ nữa. Làm là cái bình thường thì là hôm nay có hai tiền là 27.000. 27.000 cái là một ca là mình ăn 7 tiếng đúng không? 7 tiếng rưỡi. 7 tiếng rưỡi. 8 tiếng thì ăn mất rồi. À rồi, tức là 27.000 cái là 7 tiếng rưỡi. À, đúng giờ mà nó máy nó không trục trặc gì chạy ok là 27.500, 7 tiếng rưỡi hai con cũng được. Nhưng mà hai con này của anh người già thì già, nó già rồi thì bây giờ thì phải là trẻ hóa đi, phải đi spa thôi mới được. À rồi ok. Em lấy em gửi cho anh à. Rồi rồi được, cái đấy anh sẽ hỗ trợ thêm. Rồi anh sẽ chỉnh lại cho nó thả cân tâm, nó hút nó ok hơn. Còn em mai không có mặc quần áo mà mặc váy thôi. Ôi mặc váy là mới, chị em mặc váy mới là đúng như này. Đi làm phải mặc váy mới là chuẩn đấy. Mặc váy ôi không. Rồi ok.